Mến chào quý cô bác anh chị và các bạn đang xem trên kênh Đồng Hải. Hôm nay thì công việc làm vườn lại tiếp tục. Bởi vì thời gian này thì Đồng Hải sẽ cố gắng tập trung hết cái thời gian để làm cỏ và chuẩn bị phân bón và trồng dặm thêm một số những cái cây vào cái khu vườn này, cái cà phê non này. Đấy, hôm nay thì buổi sáng mới có một mình Đồng Hải vào đây thôi. Còn bác Năm ấy thì tí nữa bác đi ra sau về bác ở nhà bác ấy cho cháu đi học cơ. Ngày hôm qua thì hai anh em mình cũng đã phát từ tận tít trên kia, hay trên cái dạng chuối. Trong cái khu giữa cái chanh kia thì là mình mới phát trước, xong rồi hôm qua phát xuống dưới này rồi. Xuống dưới này thì tương đối là thưa, làm nó tương đối là nhanh. Đến đoạn nào mà nó còn ít nữa thì chắc là mình sẽ dùng bằng cái cuốc thôi chứ cũng không cần dùng máy nữa. Nhưng mà bây giờ thì vẫn cứ phải tiếp tục cái công việc phát bằng máy đã. Bây giờ thì một ngày mới, công việc của Đồng Hải đã tiếp tục bắt đầu. Thank you.
Bây giờ thì băng năm đã đến. Hồi như sáng nay bọn em dọn đồ đạc linh tinh lắp bếp ga với cái bờ kia rồi. Nhà em đang đi chợ. Đang bảo nó mua xăng thêm nữa là bác đổ nốt chỗ ấy đi. Vâng. Thank you.
Rất là tiếc mọi người ạ. Bao nhiêu cây sầu riêng. Thank you.
Thank you.
Đây mọi người ạ, thì cái khu vực này thì tương đối là dốc. Cái bác chủ trước ấy đã cho máy san thành từng cấp như này rồi. Hôm nay anh em về nhà phát cũng được tương đối là nhiều, nhưng mà vì lý do là những cái cấp này leo lên leo xuống tương đối là mệt. Đấy, ở dưới này thì bây giờ cỏ thì tương đối là rậm. Đấy, rậm xanh gì này, toàn dây sắn dây ấy. Giờ anh em về nhà làm một lúc nữa rồi nghỉ trưa. Rất nhiều dây mọi người ạ. Dây sắn dây đấy lại tốt thế. Thank you.
các bạn ạ. Bây giờ thì cũng tương đối là muộn rồi. À, cái máy của mình lại mình thấy có một cái hiện tượng kiểu nó bị ban cái lưỡi này, nên chắc là có vấn đề ở trong cái phần ở trong ấy, nên bây giờ mình phải nghỉ để về mình đem lên trên cửa hàng, bởi vì máy mình vừa mới mua xong mà, để cho có thể người ta đổi cái khác về cái phần của cái đầu của cái máy cắt này. Và bây giờ thì Đồng Hải sẽ xin kết thúc video tại đây. Hẹn mọi người những video tiếp theo trên kênh của Đồng Hải.